Hello everybody, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Tam Quốc ha. Còn Barbie AFK ha. Rồi, đầu vô thì vẫn như mọi khi chúng ta phải chạy nhiệm vụ đầu game. Thì ok. Không biết các bạn này là các bạn siêu A-Zep hay là các bạn gì đây. Game nó có hai thể loại anh, một thể loại là đó, giờ là biết nè. Ok, thể loại này hình như là không, siêu A-Zep là đánh một cái phó bản đầu tiên là nó ra rất nhiều. Ok. Vậy là không phải rồi. Ok ok. Rồi bây giờ chạy nhiệm vụ đầu game cái hả? Cái này tí heo chạy cũng được. Bây giờ chúng ta đến với thông tin server cái đi ha. Để nhiều ông ngồi thống là không biết game free cái gì cái đã. Ok. Đây. Đây là trang web của game hả? Rồi đây, fanpage của game chính thức khai mở S1 lữ bố thời gian 11 giờ ngày 30 tháng 11 ha. Tải game tại bawimteam.net. Like share comment để nhận quà ha. Free VIP 11 tặng level 111 5 tướng 5 sao. 2.500.000 kim nguyên bảo, 4 tướng tự chọn gì? 4 rương tự chọn trang phục tự chọn. Lệnh chiêu mộ nhân 200, 100 triệu A xếp tướng, 20 triệu bạc, 15.000 đá tăng bậc. Quà đăng nhập 7 ngày, nhận tướng Quang Vũ, nạp đầu nhận chân cơ, công tôn toản, tham gia gì? Quỷ siêu hời, quỷ hào hoa nhận vô số nè. Kích hoạt thẻ VIP nhận ngay thẻ tháng vinh diệu. Quà cho tân hữu tham gia, cấp 111, VIP 11. Rồi chơi ổn định trên hai nền tảng Android và iOS nha anh em. Ok ok. Rồi gì phiên bản 4.0 20 sao, hoạt động liên tục không nghỉ, xưng bá giang hồ ha. Hơn 200 skin cực độc thỏa sức sưu tầm, chiêu mộ danh tướng đa dạng, triệu hồi cực sướng, đồ họa fantasy đặc sắc ha. Chơi game không rời mắt các kiểu. Ok, cái này thì chúng ta phải đi xin code rồi. Tại vì code like xe thì nó sẽ có VIP 11 ha. Và có quà đồ các kiểu. Ok, ok. Trước tiên thì chúng ta phải làm nhiệm vụ lên level 6 các anh em. Level 6 nó mới có cái túi túi hư ha. Bây giờ nó chưa có gì hết á. Bây giờ là phải tự làm tự ăn thôi. Rồi thì heo đã nhập code xong rồi nha anh em. Đây 200 vé nè hả. Rồi ở đây ok, đục động trác luôn hả. Ngon. Nó lâu lắm mới thấy động trác anh em. Ok. Rồi nè, bốn gì hộp skin nữa. Đồ free skin luôn. Hồi nãy tưởng đâu là trang bị, ai ngờ game free luôn skin nè. Hôm ai, cái này có bộ cạnh tranh được với mấy con game khác á. Tại vì anh em biết sao không, skin nhiều game là phải bỏ tiền mua hả, còn bản bên này là chúng ta tự mình được tặng free ha. Ok, được đấy được đấy. Rồi mấy cái kia là nó 2.500.000 kim nguyên bảo, 20 triệu bạc, 100 triệu A-Zep và 120 triệu A-Zep chiến đội hả? Đâu, lên 100 mấy luôn. 109 hả? Rồi, còn thiếu 2 cấp nữa. Ok. Rồi cái này thì chúng ta đây nạp tiền vào game. Tính năng mua sắm đổi vàng. Mua sắm ở đây chúng ta có hắc tinh linh nè hả? Rồi đổi vàng, ở đây chúng ta sẽ có thể đổi vàng vào game hả.
đổi vàng. Ủa hồi nãy mua sắm là bán gì ta? 2 4 5. Ủa có 100 mà. Hắc tinh linh bí bí nói hả? Là cái giống gì ta? Không biết cái này là cái gì hết. Thôi ok, nạp tiền vào game đi. Đây chúng ta sẽ có 30 xu. Ủa, mà hình như chúng ta nạp là chúng ta phải nạp đổi hình xu hết sao? Ok, từ từ. 1000 xu, 100 xu, 200. Ok, nạp nhiêu đây đi. Ok, thôi nạp 100 thôi. Ok, mã xác nhận ha, chống spam đó mà. 9DE8A không thành công. À, kim cương web hả? À, rồi ok, hiểu. Chúng ta phải mua đây, kim cương chúng ta nạp vô là hình kim cương web, xong đổi qua xu hạnh phúc. À, ok. Rồi, đã hiểu. Cái game này nạp vô cũng đấy, không review là anh em cũng đâu biết đâu. Rồi, kiểm tra trong game. Đâu rồi, kiểm tra nằm đâu ạ? À, rồi, vậy là chắc xu hạnh phúc là mấy cái xu mà để mua skin đồ trong này nè. Phải không? Để coi. Khoan, từ. Hướng dẫn phụ đề. Cái này không, cái này đừng có mua. Đi kiếm cái nào mắc á mua. Nè, cái này phải con không ta? Chắc là con đấy. Con là cái xu hạnh phúc hồi nãy quá. Đây, à, cầm mịch tri ân. Ok, chút chúng ta sẽ quay lại sau đối với mày. Nãy chúng ta nạp là 3000 xu. Ok. Me ha, hướng dẫn chủ đề á. Nghe chỗ hướng dẫn chủ đề. Đó. Vậy là chúng ta sẽ nạp, nãy chúng ta nạp vô là nạp con đấy. Ok. Rồi mua mấy cái gói rồi trang bị, trang phục rồi giống y như mấy chỗ khác hả? Ủa sao chưa có VIP ta? Ok, cái này thì chắc anh em nhắn tin nhạc Min hỏi hả? Ở nhập code chưa rồi mà chưa thấy VIP nè. Hay là cái gói này là gói VIP ta? Nè, cái này không ăn được nè, ai xếp VIP nè. Ok, hơi khó hả? Mà bây giờ Heo sẽ đi mua cái rồi, khoan. Hồi nãy có cái gói 20.000 đổi ra 400 xu. 400 xu hả? Đây, mua cái này coi đã. Đó, đúng y luôn. Ok, vậy là chúng ta có thể mua được mấy thứ này hả? À, mà đầu vô hình như là chúng ta được quy một ít xu nạp á. Để tí quay ra coi cho anh em xem. À, ok ha. Đó, lụm luôn. À, vậy là cái xu hạnh phúc là cái mấy game khác, nếu mà mấy game khác Trung Quốc đồ thì chúng ta gọi đó là vé tệ đó anh em. Đó, ok. Rồi thơm. À, chúng ta gọi đơn giản đó là xu nạp đi. Ok. Oh man, bản này chơi có bộ thú vị đấy. Lụm ha. Đó, hướng dẫn cho anh em nạp luôn ha. Ok. Rồi, nhận. Ở đây chúng ta có mấy gói quà, nhưng mà từ đi vô coi tướng coi. Đây, hộp skin. Đó. Ma vương đế, đẫm trác, vĩnh viễn ha. Thần quỷ, lữ bố, vĩnh viễn. Lữ bố gì? Vô song bá giả hả? Ok. Ma đậm trác, thần quỷ. Nè gì đây? Ngụy viên hả? Ủa sao không có buồn dữ vậy ta? Vậy là chúng ta chỉ chọn con thần lữ bố với con ma đậm trác thôi quá. Ở đây chúng ta có một con skin của Chu Du nữa nè. Đó. Nhưng mà hiện tại chúng ta chưa có Chu Du. Ok. Ma động trác. Ồ, bấm hai cái là ăn lọc luôn. Đó. Đó. Ghê không? Đây. Thần quỷ lữ bố. Ok. Rồi đây. Ủa động trác. Ủa động trác mình có mà. Rồi, ủa con đổng trác đâu ta? Nãy mình có con đổng trác mà đâu rồi?
Nãy nhớ là động trác có cái bụng bự nữa mà. Ủa, ở đâu? Ủa nó đâu rồi? Quay qua quay lại con động trác đâu rồi? Oh man. Trời ơi, giờ chị Trúc còn phải đi quay lại con động trác nữa. Đây đây đây, lưu bị thì không có skin rồi. Buồn tình quá ta. Giờ vàng. Ok. Ok, nhưng mà con này chúng ta được tướng đồ các kiểu hả? Ồ, Trương Phi đâu có skin đâu. Đúng rồi, Trương Phi không có skin. Rồi giả hữu cũng không có, chân cơ cũng không có, công tôn toản càng không. Tư Mã Ý, Quang Vũ nè. Ủa? Ủa, mình đang xài skin á đồ. Ủa đây động trác mà. Sao nó xài skin của con Lữ Bố? Oh man, có gì đó nó sai sai đúng không? Dương Bảo, Quang Bình nè hả? Ok. Rồi chúng ta có thể vô quay tướng ra kiếm hiệp ích tướng ta. Gì à, mày né coi, hạ hầu đôn hả? Đụng lâu lắm mới thấy á. Nhìn ngon lành hả? Ồ, nguyên hiệu luôn. Mà nó dướng mấy cái này. Ok rồi, hết rồi. Đi kiếm cái này chắc phải đi kiếm Thái Sử Tử hả? Thái Sử Tử thì đâu có skin đâu. Không, Thái Sử Tử không có skin. Ai đây? Hoa Đà hình như có skin đấy. Hồi nãy thấy hình như có Hoa Đà. Má mỗi khi chúng ta Trúc Dung hả? À hình như chúng ta có con Viên Hiệu. Viên Hiệu nó nằm ở trong trong cái phần mạnh. Đây. Ở này Lữ Mông ghép. Nè Viên Hiệu. Này Trương Liêu. Nè đây Quách Gia. Thái Văn Cơ. Dạ ai à? Điển Vi hả? À, anh Lực Điền của chúng ta. Họ ta có thể mua xu ấy rồi chúng ta nạp vô nè hả? Oh man, nạp được nhiều không? À, xu của bạn còn 600 mấy. Ủa, 600 mấy thì ăn gói này. Ok, chưa đủ lên VIP 12. Đó. Thì cứ thế chúng ta sẽ lên được hả? Lữ Bố nè. Nãy nạp ăn luôn Lữ Bố là thơm rồi. Lưu Bị đồ nữa nè. Ở trong này chúng ta còn 2 rương. Vui Tươi, Quan Ngân Bình nè ha, Quan Ngân Bình cũng có skin. Ngụy Viên nè, Ngụy Viên có mà chúng ta không ăn được. Thì Tiên Thiên, rồi Quỷ Hận Lữ Bố, Vui Tươi, rồi Gia Cát Lượng nè ha, Chu Du hồi nãy mình ăn rồi. Gia Cát Lượng rất là nhiều luôn, đây Lữ Bố vô sông nè ha, thử cái rồi. Ủa, chỉ cắn được một cái skin thôi hả ta? Vậy quá. Ok. Bậu độc trác mà bây giờ nó xài skin của con Lữ Bố mới ác chứ. Đó. À, ở đây. Ồ, hồi nãy chúng ta nạp tiền vào chúng ta cũng có thể mua được mấy cái skin nè. Đủ phòng nó. Trời ơi, Ngụy Viên nè ha, Lữ Bố nè. Oh man. À, Vui Tươi là Quan Ngân Bình. Quan Ngân Bình thì rồi. Lấy luôn cái con Quan Ngân Bình đi. Đó. Oh man. Rồi ok ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Như là tạo tài khoản đầu thì chúng ta sẽ được để chúng ta sẽ đăng sức ra để thử cái coi ha. Nhà yêu để tạo rồi. Đây nè, vô là chúng ta sẽ được 10.000 xu hả? À, chúng ta sẽ đổi ra server
À, chúng ta phải nạp vô thêm một mớ nữa, chứ 10.000 thì nó hơi thiếu. Ok, chúng ta sẽ được 10.000 xu của game này hả? Ok, rồi game này chúng ta có thể tải được Android và iOS luôn nha anh em. Đấy, đó. Đâu rồi, iOS nè hả? Cài cho thiết bị iOS nè. Đó, anh em nào không biết cài thì liên hệ cho admin fanpage hả? Và nhắc lại thông tin server hả? Đây, ta gì? Bawi Online mở team. À, chính thức khai mở server 1 Lữ Bố, thời gian 11 giờ ngày 30 tháng 11 ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.